Dì Tám vừa mới bỏ lỡ một bộ phim tình cảm lãng mạn hay lắm. Là làm sao? Trời ơi, sắp có đám cưới rồi, dì Tám còn làm bộ nữa. Đám cưới ai? Vĩnh với Mai. Vĩnh với con Mai? Dạ. Ở đâu ra? Dì Tám ngạc nhiên dữ vậy dì Tám. Trời ơi, nguyên cái xóm này ai mà không biết. Hai đứa đó là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chúc mừng dì Tám nha, sắp làm xui rồi. Thôi đi, xui cái con khỉ á. Ông Bốn đâu? Ông Bốn đã nói nghe nè. Đám dỗ về rồi hả? Thường thường tao nói dỗ quải, có quải gì về không? Quải cái con khỉ về. Cái chuyện thằng Vĩnh với con Mai là sao vậy? Ờ, hay quá. Chờ bà về tôi hỏi bà coi để tính rảnh rảnh ngày mai á. Tôi chở bà đi gặp ông thầy nào để mình coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa tụi nó. Ở đâu ra? Hử? Cái gì mà ngày lành tháng tốt? Hả? Hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi đồng ý chưa? Ủa? Chứ không lẽ tôi thấy bà cũng ưng thằng Vĩnh mà. Nhưng mà hiện tại nó chưa có gì trong tay hết á, thì làm sao mà tôi dám giao hai đứa cháu của tôi cho nó được chứ? Nó có lo được cho gia đình mà trong gia đình đó có con Mai và em của con Mai không? Ông coi nó lo được hay là không? Tôi đặt niềm tin vào thằng Vĩnh. Có thể bây giờ nó không thể lo được, nhưng mà sắp tới tương lai nó sẽ lo được cho con Mai với lại con bé Bơ luôn. Sắp tôi... tới là chừng nào? Tương lai là khi nào? Ông còn không biết nữa mà. Thôi bây giờ vậy nha, khi nào mà tới đi, khi nào mà thằng Vĩnh nó thành công á, nó có tiền, nó có tương lai, nó có sự nghiệp trong tay rồi đó, tới lúc đó rồi mới tính chuyện là lấy con Mai. Còn bây giờ tôi nói là không là không. Bỏ đi chú Bốn. Thôi thôi, con biết là chú Bốn sốc lắm. Giờ tìm lại về với yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như thoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.